Xin chào tất cả mọi người. Các bạn biết gì về các loại thương hiệu dầu đánh trượt ở trên thị trường? Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về ba cái thương hiệu dầu đánh trượt. Theo quan điểm mình là ba cái thương hiệu dầu đánh trượt này là tốt nhất trên thị trường. Thương hiệu thứ nhất mình muốn giới thiệu đó là cái thương hiệu của dầu Mobil. Thương hiệu thứ hai mình giới thiệu là Shell và thương hiệu thứ ba là cái dầu của Total. Thì cái thương hiệu dầu Mobil thì Channel 1, 2, 3, 4 là các cái dòng đánh trượt bốc khoáng và có các chỉ số độ nhớt 32, 68, 150 và 20. Được dùng bôi trơn cho các cái thanh trượt và cái bàn trượt hoặc là các cơ cấu chuyển động của máy CNC và máy công cụ. Ứng dụng của cái dầu Mobil Vacchano thì được dùng cho khuyến nghị cho các đánh trượt ngang của máy công cụ nhỏ và vừa là Vacchano 2, và nắp Vacchano 3 thì được khuyến nghị dùng cho các cái hệ thống bánh răng và hệ thống bôi trơn sống trượt, và nắp Vacchano 4 thì được khuyến nghị bôi trơn cho các máy lớn có áp lực sống trượt cao và độ chính xác tốt. Thì ngoài ra thì được sử dụng trong hệ thống thủy lực và hộp số vì dầu có độ nhớt rất thấp. Hai mình nhắc tới đó là cái dầu đánh trượt của Shell. Shell thì có các dòng đánh trượt của Shell Tona F2M32, 68, 220 và riêng cái dầu 68 thì có dòng xô, còn các loại khác thì hầu như đóng gói theo phi. Cái dầu đánh trượt của Tona thì được cũng dùng bôi trơn cho các cái bàn trượt và được pha chế từ gốc dầu khoáng tinh chế cao với các cái phụ gia chống dính, chống hài mòn và chống giật cục. Ưu điểm của cái dầu Shell là đặc tính ma sát tuyệt vời cũng như độ bám dính đường trượt tốt và sẵn sàng tách khỏi chất lỏng, pha trộn với nước và chống mài mòn cũng như ăn mòn và chống rỉ tuyệt vời, cũng như sẵn sàng tách ra hỗn hợp nước dung dịch cắt gọt. Cái thương hiệu thứ ba mình muốn giới thiệu đó là cái thương hiệu của Total, tên nó là Shell Total Rosera MS thì có các dòng thành trượt như 25, 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 và 320. Nói chung là Total rất đa dạng về các chủng loại dầu đánh trượt. Mỗi cái dòng đánh trượt của Total thì được cung cấp cho một máy công cụ khác nhau. Ví dụ cái dòng cấp từ 68 đến 320 là bôi trơn được trượt cho các máy công cụ trong điều kiện tải và điều kiện tốc độ. Còn hệ dùng cho các cái hệ thống tuần hoàn thủy lực cho bơm như là cấp 32 đến 46 và cho các hộp số hoặc là các bộ phận tiếp liệu hoặc không có ly hợp điện từ ướt từ 68 đến 320 và máy trượt tốc độ cao là từ cấp 5 đến cấp 22 và tốc độ rất cao là cấp 2. Một số cái tính năng của cái dầu đánh trượt của Total như sau: thứ nhất là tính năng chống trơn trượt tuyệt vời và độ bám dính rất là tốt từ 68 đến 320 và hệ số ma sát thấp và tạo bọt tốt, cũng như khả năng chống oxy hóa, chống mài mòn, reset tốt, cũng như khả năng lọc và chịu cực áp tuyệt vời. Thì đó là một số cái chia sẻ về cái ba cái thương hiệu dầu đánh trượt cho các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube nhé. Mình xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.